Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều phối hợp với chính quyền xã Nguyễn Huệ và xã Bình Dương tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là hộ ông Nguyễn Kim Tạc, thôn 8, xã Nguyễn Huệ và hộ bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Đông Thành, xã Bình Dương. Cụ thể, ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao cho hộ ông Nguyễn Kim Tạc có diện tích 70m², tổng kinh phí xây dựng 215 triệu đồng, trong đó Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Triều hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao cho hộ bà Nguyễn Thị Huyền có diện tích 40m², tổng kinh phí xây dựng 127 triệu đồng, trong đó Ban vận động Quỹ vì người nghèo thị xã Đông Triều hỗ trợ 50 triệu đồng. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở trị giá 25 triệu đồng một hộ cho hộ bà Nguyễn Thị Thơm ở thôn 6 và hộ bà Nguyễn Thị Giang ở thôn 8, xã Nguyễn Huệ. Đây là các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội nhằm giúp hộ nghèo khó ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.